Xin chào tất cả anh em, tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Lam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục giới thiệu và gửi đến cho anh em một em lọc xì mang thương hiệu của Bioler. Em này thì được mệnh danh là một trong những em lọc xì quốc dân của Việt Nam. Thương hiệu Bioler 3 số 7 nhé. Gần như là anh em nào mà chơi qua các cái thiết bị audio, đặc biệt là lọc xì, thì cũng phải biết qua em 3 con 7 này thì cái độ nổi tiếng của nó và độ đẹp cũng như là có một cái chất âm trong cái khuôn tiền thì cũng khá là hay nhé. Đó, em này thì sở hữu kích thước ngang 42, sâu 32, cao 8cm, máy chạy đa cầu điện và có công suất tiêu thụ là 16W nhé. À, em cũng đã mở sẵn nắp và tí nữa thì em sẽ chỉ cho anh em phía sau cái hệ thống truyền cầu điện. Còn đây là khu vực trước mặt. Em này thì lưu nhớ được 5 chế độ. Đó, góc cạnh rất là đẹp và gần như là máy rất là đẹp nhé, không có vết xước luôn. Đó, em này thì giải xuống thấp nhất là 32Hz và lên cao nhất là 16.000Hz. Có thể chỉnh chung hoặc là độc lập đều được. Em này thì sử dụng được 2 cổng kết nối đầu vào, đó chính là tape và monitor. Đó, tính năng reverse, tính năng cho về cân bằng trước khi chỉnh, tính năng chỉnh một kênh hai kênh. Đây là ấn vào rồi để biết các cái giải điều chỉnh của mình đang chỉnh thì ở mức độ nào, sau đó thì chỉnh xong thì ấn vào nút spare thì cho đèn nháy. Đấy, góc cạnh nhé. Giá của sản phẩm này thì bên em đang đưa ra với giá là 4.700.000, vẫn bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ, cốt đặt cọc và không bao ship anh em nhé. Địa chỉ của shop của em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời Hà Nội. Anh em có thể đến Chợ Rời và liên hệ với em qua số điện thoại em đang để sẵn ở trên bài, thì có thể em sẽ đưa vào cửa hàng. Shop em ở trong ngõ nên là sẽ hơi khó tìm một chút. Đây là tình trạng máy móc bên trong nhé. Hàng em cam kết là bao zin, bao đẹp. Anh em nhìn cái sắt xi vẫn rất là trắng nhé. Đây là màu xi trắng nhé, không phải màu vàng như các em lọc xi Victor nhé. Đó, đây dây jacket nào. Em này thì có hệ thống truyền điện là đây. Em đang để sẵn 220 để cho anh em dùng thuận tiện, đỡ bị cắm nhầm điện nhé. Đây là hệ thống xoay, anh em chỉ cần cắm tô vít hai cạnh vào, xoay các cái mức điện áp về đúng cái mũi tên này là ok. Đây là phía sau nhé. Đấy, tí nữa thì em sẽ chụp ảnh nội thất, anh em nào cần ảnh nội thất thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại Zalo đang để sẵn ở trên bài nhé. Giá là 4.700.000 anh em ạ. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em, bên em qua số điện thoại đã đặt sẵn rồi. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em. Chào anh em.